Chào mừng các em đến với kênh thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi vở bài tập tiếng Việt lớp 4 tuần 7 trang 46. Luyện từ và câu, luyện tập viết tên người, tên địa lý. Câu số 1: Tìm và viết lại cho đúng các tên riêng trong bài ca. Rủ nhau chơi khắp Long Thành, 36 phố rành rành chẳng sai. Hàng bồ, hàng bạc, hàng gai, hàng bườm, hàng thiết, hàng hài, hàng khay. Mã vĩ, hàng điếu, hàng giày, hàng lờ, hàng cót, hàng may, hàng đàn. Phố mới, phúc kiến, hàng than, hàng mã, hàng mắm, hàng ngan, hàng đồng. Hàng muối, hàng nón, cầu đông, hàng hòm, hàng đậu, hàng bông, hàng chỉ bè. Hàng thùng, hàng bát, hàng tre, hàng vôi, hàng giấy, hàng the, hàng gà. Quanh quanh về đến hàng gia, trải xem phường phố thật là đẹp xinh. Long Thành là thành Thăng Long, nay là Hà Nội. Như vậy ở câu số 1 này các em sẽ tìm và viết lại cho đúng cái tên riêng có ở trong bài ở đây. Thì về cái quy tắc viết khoa tên người, tên địa lý Việt Nam thì chúng ta sẽ viết khoa chữ cái đầu tiên của mỗi tiếng để tạo thành tên riêng đó. Như vậy thì ở đây các em thấy những cái tên riêng viết chưa đúng ở trong bài ca thì chúng ta sẽ viết lại, đó là hàng bồ. Thì các em thấy hàng bồ ở đây, bồ ở đây không được viết hoa như vậy thì chúng ta sẽ viết hoa bồ. Hàng bồ sẽ viết hoa ở chữ cái đầu tiên của mỗi tiếng tạo thành tên riêng là hàng bồ. Rồi tiếp theo là hàng bạc, hàng gai, hàng thiết, hàng hài, rồi hàng giày. Rồi tiếp theo nữa là hàng cốt, hàng may. Rồi hàng đàn, thì hàng đàn ở đây hàng không viết hoa cho nên chúng ta phải viết chữ cái đầu tiên của tiếng hàng, hàng đàn. Rồi phúc kiến, hàng than, hàng mã, hàng mắm, hàng ngan, hàng đồng. Rồi hàng nón. Rồi tiếp theo hàng đậu, hàng hòm, hàng bông, hàng bè. Rồi hàng bát, hàng tre, hàng giấy, hàng the, hàng gà. Đó, như vậy thì chúng ta sẽ viết lại những tên riêng ở trong bài ca dao. Thì các em nhớ là quy tắc viết hoa tên riêng, tên người, tên địa lý thì chúng ta sẽ viết chữ cái, viết hoa chữ cái đầu tiên của mỗi tiếng tạo thành tên riêng đó. Như vậy thì những tiếng chúng ta phải viết lại đó là hàng bồ, hàng bạc, hàng gai, hàng thiết, hàng hài, mã vĩ, hàng giày, hàng cót, hàng may, hàng đàn, phúc kiến, hàng than, hàng mã, hàng mắm, hàng ngan, hàng đồng, hàng muối, hàng nón, hàng hòm, hàng đậu, hàng bông, hàng bè, hàng bát, hàng tre, hàng giấy, hàng the, hàng gà. Rồi tiếp theo câu số 2, sau khi chơi trò chơi du lịch trên bản đồ Việt Nam, hãy tìm hiểu và tìm và viết lại A. Tên 3 tỉnh hoặc thành phố. B. Tên 3 danh lam thắng cảnh di tích lịch sử nổi tiếng. C. Tên 3 đảo hoặc quần đảo của nước ta. Thì các em sẽ làm theo yêu cầu của bài tập, đó là chúng ta sẽ tìm và viết ra tên 3 tỉnh thành phố, tên 3 danh lam thắng cảnh di tích nổi tiếng, 3 đảo hoặc quần đảo của nước ta. Thì ở đây chúng ta có thể ghi đó là A. Tên 3 tỉnh hoặc thành phố, ví dụ Hải Phòng, Vinh, Cần Thơ, Tây Ninh, Bình Dương thì đây là tên 3 tỉnh thành phố lớn và nổi tiếng. Rồi B. Tên 3 danh lam thắng cảnh di tích lịch sử nổi tiếng như Vịnh Hạ Long, Đà Lạt, Địa đạo Củ Chi, Nha Trang, v.v. Rồi tên 3 đảo hoặc quần đảo của nước ta, quần đảo Hoàng Sa, quần đảo Trường Sa và đảo Phú Quốc. Như vậy thì đến đây các em đã vừa cùng cô theo dõi vở bài tập tiếng Việt lớp 4. Thì sau khi xem xong, nếu các em thấy dễ hiểu thì hãy nhấn thích và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Và đừng quên đăng ký kênh thầy Liêm để được xem những video tiếp theo nhé. Cô chúc các em học tốt và cô chào tạm biệt các em.